Buổi chiều hôm nay mùng 8 tháng 9 thì anh em chúng tôi lại tiếp tục vào đồi các bác ạ. Đây, đi thẳng vào tới trong chân đồi luôn. Hôm nay thì đến Giàn Giao, một ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh phía sát chân đồi. Đây thì hôm nay anh em chúng tôi đến là có bàn giao cho gia đình nhà bá Uẩn Bằng. Bá Uẩn Bằng tại xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê. Hôm nay chúng tôi đến là bàn giao cho gia đình là một cái bộ ghế sofa phòng khách. Đây, trước mặt quý vị là cái ngôi nhà của gia đình đang trong quá trình thi công này quý vị ạ. Thì tôi có quay lại cái video hôm nay chúng tôi là đến là bàn giao làm kỷ niệm. Đây, phía trong không gian nhà đây thì chúng tôi là đang kê và bàn giao cho gia đình một bộ bàn ghế sofa chất liệu gỗ gõ đỏ. Bộ ghế sofa mẫu mới, sofa chúng tôi đóng hộp. Ngôi nhà cũng đang trong quá trình hoàn thiện thôi. Đây là hình ảnh cái bộ sản phẩm mà chúng tôi bàn giao đây. Anh nghe chủ nhà đây. Đấy, quý vị nhá. Cái bộ này thì là làm theo yêu cầu của đơn đặt hàng của khách hàng. Và bên xưởng là thường xuyên làm những cái mẫu theo yêu cầu của khách. Không gian phòng khách của gia đình. Ván trần rất đẹp. Thì quý vị nào có nhu cầu muốn mua sắm hoặc sử dụng các sản phẩm đồ gỗ tự nhiên thì hãy liên hệ với bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nha. Xưởng có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đây. Bộ sofa nó đóng mẫu hộp này. Nó rất là gọn gàng, sạch sẽ. Quý vị vệ sinh rất là đơn giản, vệ sinh rất là dễ. Hiện nay khách hàng tin tưởng sử dụng cái sản phẩm rất là nhiều. Hôm nay thì gia đình là cũng đẹp ngày nên là cũng chuyển bàn thờ các thứ về nhà mới. Nhìn đây anh em thợ điện thì đang hoàn thiện những cái phần điện nước của gia đình. Rồi, xin chào mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đồ gỗ Tùng Tám. Chúc mọi người một ngày tốt lành.